Hôm nay Vũ sẽ chia giới thiệu cho mọi người về chiếc máy HP 102, một chiếc máy mini rất là nhỏ gọn, rất là thông dụng ở trong các văn phòng cũng như là những ai đang sử dụng ở nhà. Đây, chiếc máy HP 102. Vũ sẽ chỉ cho mọi người cách mở cũng như là giới thiệu sơ một số bộ phận ở trong xem thử trong chiếc máy in này sẽ có những bộ phận như thế nào nha. Thì chúng ta muốn mở cái máy ra thì chúng ta sẽ phải gỡ cái nắp trước này ra trước. Cái dụng cụ để mở thì chúng ta chỉ cần một cây trục vít và một cây vít nhỏ như này, dẹp. Như vậy là chúng ta sẽ lấy được nắp trước đây. Tiếp sau đó thì phía sau này chúng ta sẽ có hai con ốc. Chúng ta mở hai con ốc này ra. Chúng ta tháo hai cái nắp hai bên. Ở bên này cũng vậy, chúng ta dẹp vào đây. Lấy được cái nắp này nè. Xong sau đó chúng ta sẽ gỡ cái nắp này, cái nắp sắt này ra nha. Đó, chúng ta mở cái nắp trên ra. Đây cái nắp trên. Và bên trong của nó hiện tại chúng ta đây thấy là chúng ta có một cái bo nguồn. Và bo này là bo master, bo để mà truyền tín hiệu từ máy tính xuống in để in xử lý, in ra cảm ơn in cho chúng ta. Ở đây chúng ta có một cái bộ sấy để khi mà mực nó dính trên giấy và nó đi vào bộ sấy thì nó sẽ nhờ bộ sấy ép chín cái mực trên đó. Và khi mà bộ sấy này mà nó có vấn đề thì bản in nó sẽ ra một số lỗi như là nó bị mực dính, nó không có bám trên tờ giấy, nó dễ bị tróc. Và một số lỗi trong quá trình chạy nó sẽ kêu. Bên này chúng ta sẽ có cái bộ nhông của nó. Đây là cái bộ bánh răng truyền động trong quá trình máy nó chạy. Nó điều khiển cả bộ sấy và cả bộ bắt giấy. Giờ mình sẽ tháo cái bộ sấy này ra thử nha. Đây chúng ta có một con ốc trên này. Và trong này sẽ có một con ốc. Nó sẽ gỡ cái dây này ra. Tiếp đó các bạn mở luôn nguyên cái bo này ra để chúng ta có thể rút được những cái dây trong, chúng ta mới thả bộ sấy ra được. Ta lấy được cái bo này ra.
đó chúng ta sẽ rút những cái dây, cái dây tín hiệu kết nối vào bo nguồn ở đây ra để chúng ta sẽ tháo bộ sấy ra được. Rút ra nếu mà nó cứng quá thì chúng ta sẽ dùng vít để mà hỗ trợ lấy nó ra, thế nên cái bàn giật giật nó sẽ đứt cái cọng dây. Đây chúng ta có một miếng nhựa đen, chúng ta phải rửa cái miếng nhựa đen này ra thì chúng ta mới thấy được con ốc. Bên dưới miếng nhựa đen này chỗ đây sẽ có con ốc, chúng ta bỏ con ốc này ra. Giờ chúng ta có thể rửa một sấy này nè. Đây là cái bộ sấy của máy HB1102. Trong cái bộ sấy này nó sẽ có một cái bao lụa, một cái rulo ép. Ở trên đây nó sẽ có những con cò, những con sensor để nhận giấy, báo giấy ra. Ví dụ mà giấy mà tờ mất, giấy nó mắc kẹt ở đây thì nó sẽ báo là kẹt giấy. Và đây chúng ta sẽ có một cái bệ đen. Cái bệ đen này là nó là cái bệ để giúp bắt giấy lên. Ý là chúng ta sẽ có một cái miếng xanh. Và đây là cái bộ phận để giúp tắt giấy, làm cho mỗi lần nó cuốn giấy lên thì nó sẽ không có bị cuốn nhiều tờ. Nếu như cái miếng này nó hư, nó mòn quá thì nó sẽ làm cho máy bắt lên một lần 2-3 tờ. Nè, đây là bộ phận tách giấy. Phía sau đây chúng ta có hai con ốc. Có những con ốc dưới đây. Chúng ta phải mở nó ra hết thì chúng ta mới tháo được cái bệ này ra. Ta phải có một cái bệ, đây là bệ. Đây chúng ta sẽ có cái quả đào và quả đào này sẽ bắt giấy lên đây và giấy nó đi qua cái bộ phận này và nó hướng lên bộ sấy. Đây chúng ta cũng có những con cò. Đây là cái chốt để mà báo nhận mật. Con cò này để báo là giấy đã lên hay chưa. Bên này chúng ta sẽ có một bộ bánh răng cũng như một cái relé điều khiển bắt giấy, giúp khi mà máy nó đưa tín hiệu xuống thì con relé này nó sẽ đá và nó sẽ giải thoát cái nhông này, và cái lúc đó là cái bánh xe bắt giấy nó sẽ quay và nó giúp bắt giấy lên. Đó, đây về đây. Đó, và đây là cấu tạo bên trong của nó. Đây nó sẽ có một cái hộp quang. Đây là mặt trước của máy. Đây có hộp quang. Đây là cái hướng để giấy. Vậy là Vũ đã giới thiệu cho mọi người sơ về cấu tạo của máy cũng như một số cái bộ phận chức năng của nó. Hy vọng sẽ giúp cho mọi người có thể tự nghiên cứu để mở ra để sửa chữa nếu trong quá trình sử dụng mà chúng ta bị gặp sự cố.